chàng không chân đưa vợ đi khám thai, hé lộ giới tính con đầu lòng. Kể từ khi công khai tình cảm và về chung một nhà, chuyện tình cổ tích của chàng trai không chân Tô Đình Khánh và cô gái xinh như hoa Trần Thị Thương nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Dù cơ thể có khiếm khuyết nhưng anh chàng vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và truyền năng lượng tích cực ấy cho mọi người. Sau hơn 2 tháng chính thức thành vợ chồng, cặp đôi vui mừng thông báo tin vui chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Theo dõi hành trình của chàng không chân, ai nấy cũng xúc động chúc mừng anh cuối cùng sau bao thăng trầm đã có quả ngọt. Việc có một cô gái xinh đẹp, đảm đang xuất hiện trong cuộc đời, giờ đây lại sắp có con đối với anh Khánh như một giấc mơ. Dù đôi chân không lành lặn nhưng anh Khánh luôn cố gắng chăm sóc vợ từ những điều nhỏ nhất. Trên trang cá nhân của mình, chàng trai vừa chia sẻ khoảnh khắc đưa vợ đi khám thai. Cả hai vợ chồng nở nụ cười tươi rói, hạnh phúc khi biết em bé đang phát triển vô cùng khỏe mạnh. Đưa bé bầu đi khám định kỳ, trộm vía em bé đang khỏe mạnh và lớn dần, Tô Đình Khánh chia sẻ trên trang cá nhân. Trước đó, anh Khánh cũng chia sẻ khoảnh khắc vỡ òa hạnh phúc của mình khi cầm trên tay chiếc que thử thai hai vạch của vợ. Dưới phần bình luận, chàng trai tiết lộ hiện vợ đã mang thai được 16 tuần. Anh chàng cũng thể hiện sự chu đáo của mình khi ân cần chăm sóc vợ bầu từ việc chuẩn bị đồ ăn vặt, chải tóc, dẫn vợ đi mua váy bầu đến đưa vợ đi ăn tẩm bổ. Trên trang TikTok cá nhân, chàng không chân cũng vừa đăng tải một đoạn clip vợ ăn chanh hé lộ giới tính của con đầu lòng. Mặc dù không khẳng định chắc chắn nhưng anh Khánh bày tỏ, đây nha mọi người, không biết là con gái hay con trai mà ăn chua đây mọi người. Trời ơi, chanh mà kêu ngọt là mọi người biết rồi nha. Mọi người đoán xem là con trai hay con gái. Chanh mà kêu ngọt thì thôi, dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời chúc mừng cho cặp đôi và hy vọng em bé luôn phát triển khỏe mạnh, sớm ra đời gặp bố mẹ và người hâm mộ. Netizen cũng dự đoán thiên thần nhỏ mà chị Thương đang mang là một cậu con trai vì chị đang nghén đồ chua. Chuyện tình hạnh phúc viên mãn của anh Tô Đình Khánh và chị Trần Thị Thương khiến chúng ta thêm tin tưởng vào tình yêu đích thực trong cuộc sống. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách họ đã chứng minh cho mọi người thấy tình yêu không phân biệt ngoại hình. Chỉ cần cả hai chân thành với nhau, chấp nhận cả những ưu điểm và khuyết điểm của nhau, cuộc sống hôn nhân sẽ luôn tràn ngập tiếng cười. Người hâm mộ cũng cảm thấy có thêm nguồn năng lượng tích cực khi theo dõi cặp đôi này. Bạn thấy tình cảm của cặp đôi này như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh phát triển nhé.